xin chào cả nhà, lại là Liễu đây. Hôm nay chào mừng cả nhà đã đến với kênh xe máy top 5. Hôm nay thì Liễu sẽ giới thiệu cho cả nhà hai em xe của dòng Honda, là một em nhập khẩu và một em trong nước nha. Liễu sẽ giới thiệu trước cho cả nhà là một em trong nước, đó là AB125 nha cả nhà, màu đỏ đen luôn. Đây là phiên bản màu zin của xe nha. Bên mình đây là tem 2023 nha cả nhà. Đây tem 2023 sẽ khác biệt với lại tem 2022 nha. Đây chính là cái điểm mà nhấn khác biệt so với tem 2022 như là 2023. Nó sẽ có một cái chữ AB to đùng ngay đây. Rồi tem ở ngoài phía sau nữa vẫn vậy, không có gì khác nhau hết. Xe này thì bên mình mới vừa nhập về cho nên nó còn hơi bụi xíu cả nhà thông cảm nha. Với lại xe này bên Liễu cũng chưa có gắn phụ kiện gì lên hết trơn á. Nếu mà cả nhà có nhu cầu gắn thì bên Liễu có đầy đủ cho cả nhà luôn ha. Về phần cốp xe thì khá là rộng rãi luôn nha cả nhà. Cái này là mình có thể để được 2 đến 3 cái nón bảo hiểm luôn cả nhà ơi. Mình có gia đình nè, đi đường xa, đi chơi, đi phượt gì đó để đồ vô rất là tiện luôn nha. Rồi cái phần này nè, mình gắn ba ga hoặc là mình có con nhỏ mình có thể mua thêm một cái ghế để ngay đây thì Liễu thấy rất là phù hợp luôn nha cả nhà. Mình rất là tiện khi chở em bé nè. Cái chỗ này nó rất là phù hợp cho em bé ngồi, nó không có bị cao quá. Liễu thấy rất là ok ở cái dòng xe này. Rồi giá của em nó hiện tại rất là giảm sâu luôn nha cả nhà. AB125 mà bây giờ giá chỉ có 40.500 thôi cả nhà. Giá này là đã có VAT, chưa có biển số thôi. Ví dụ mình ở huyện tỉnh nào thì cứ báo giá cho Liễu. Cả nhà ơi, với lại Liễu thì cửa hàng xe là làm mẫu xe máy nhập khẩu Đại Nam, ở địa chỉ là khu phố 2 Tân Định, Bến Cát, Bình Dương. Liễu không có ship xe đi ở ngoài miền Bắc được, cho nên là cả nhà có tham khảo video thì hãy nhớ cho Liễu xin một nút đăng ký hoặc là nút chia sẻ gì đó, chứ Liễu không có giao xe được, tại vì rất là nhiều khách hàng ở xa muốn mua xe nhưng mà không có ship được á. Rồi tiếp theo thì bên tay bên phải Liễu thì có một em Vario 125 phiên bản 2022. Đây là dòng xe nhập khẩu của bên Liễu nha. Rồi màu này là phiên bản màu không có 3 dây nha cả nhà. Đây màu không 3 dây nha cả nhà. 2022 thì đây là phiên bản khóa thường nè, nó không có cái ai đinh top, khi mà mình dừng đèn đỏ nó sẽ không có tắt 3 dây á, thì cái này thì nó không có được tiết kiệm nhiên liệu ha. Tại vì nó với lại không được bảo vệ môi trường giống như phiên bản kia. Rồi cốp mà để điện thoại nè, nó cũng không có luôn cả nhà. Dạ, không có luôn ha. Đây, nó trống trơn, nó không có được an toàn cho lắm. Rồi màu này màu đỏ luôn, đỏ đen, nhưng mà về cái màu này có lẽ nó tươi hơn màu này xíu á cả nhà. Rồi cốp yên á thì mình đựng được chắc 2 nón bảo hiểm. Cốp yên thì nó không có được rộng rãi giống như AB125 nha cả nhà. Rồi, trên xe thì Liễu cũng chưa có gắn phụ kiện gì hết. Nếu mà mình có nhu cầu gắn thì cứ liên hệ cho Liễu nha. Liễu sẽ giảm giá 30-50% cho cả nhà luôn. Giá xe ở thời điểm này thì cũng rất là rẻ luôn cả nhà. Để mình sở hữu em này á, thì giá chỉ có 47 triệu thôi à. Giá xe đã có thuế rồi, chưa có biển số, rất là rẻ luôn. Mình mua xe thì liên hệ trước với Liễu rồi cũng sẽ được giảm giá thêm tiền xăng xe đi lại nè. Rồi giảm giá phụ kiện, thủ tục trả góp á, thì chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước là được rồi. Hai em này mình mua trả góp, mình chỉ cần đưa trước cho Liễu tầm 5 triệu thôi là mình lấy xe về nha cả nhà. Thủ tục thì làm trong vòng 15-30 phút. Mình mang xe về trong ngày luôn nha, nên cả nhà yên tâm, làm thủ tục không có lâu đâu. Rồi, số điện thoại của Liễu có ghi ở bên dưới màn hình á, thì cả nhà nhớ hãy kết bạn Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp để Liễu báo giá cho cả nhà nhanh hơn nha. Clip này của Liễu thì chỉ muốn giới thiệu sơ sơ về hai em màu đỏ của dòng Honda thôi, thì clip ngắn thôi. Xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem cái video của Liễu. Xin chào cả nhà, tạm biệt cả nhà.